Mời quý vị đến với bản tin miền Trung Tây Nguyên của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 và 34 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân ngày 19 tháng 12, đoàn công tác Quân ủy Trung ương do Trung tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến đặt vòng hoa dâng hương tại các nghĩa trang liệt sĩ quốc gia và tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu vì độc lập của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, đoàn công tác đã đến đặt vòng hoa dâng hương tưởng niệm và dành phút mặc niệm tại các nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường Chính, khu di tích lịch sử đặc biệt quốc gia thành phố Quảng Trị. Đoàn công tác đã đến thăm tặng quà thương bệnh binh có hoàn cảnh khó khăn tại thị xã Quảng Trị, trao 18 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn. Trung tướng Phạm Trường Sơn và đoàn công tác đã bày tỏ lòng biết ơn, tri ân sâu sắc với những công lao đóng góp của các gia đình cách mạng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời khẳng định, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng luôn đặc biệt quan tâm, chăm lo đến công tác chính sách, người có công với cách mạng và mong muốn qua các hoạt động thiết thực, ý nghĩa, sẽ góp phần chia sẻ động viên gia đình vươn lên trong cuộc sống. Ngày 20 tháng 12, Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị đánh giá kết quả triển khai chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch 6 tỉnh Bình Định, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Phú Yên và Quảng Ngãi năm 2023. Sau hơn một năm thực hiện chương trình liên kết hợp tác, 6 tỉnh miền Trung Tây Nguyên đón gần 13 triệu lượt khách tham quan du lịch, tăng so với cùng kỳ năm 2022. Tổng doanh thu từ ngành du lịch ước đạt gần 20.000 tỷ đồng, trong đó tỉnh Bình Định đạt doanh thu cao nhất, ước đạt hơn 16.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, các hoạt động tuyên truyền quảng bá về các địa phương chưa có sự đồng bộ, liên tục. Liên kết trong xây dựng tour, tuyến du lịch gắn với các sự kiện của các địa phương chưa được phát huy. Tại hội nghị, các đại biểu đề xuất những sáng kiến cụ thể hóa các giải pháp, kế hoạch hành động vào năm 2024, nhằm tiếp tục tăng cường hoạt động liên kết, hợp tác, phát triển du lịch giữa các địa phương trong thời gian tới. Đồng thời thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm về hợp tác phát triển du lịch 6 tỉnh năm 2024. Thành phố Đà Nẵng sẽ cơ cấu lại và mở rộng xúc tiến các thị trường khách tiềm năng, hạn chế tập trung xúc tiến tại các thị trường trọng điểm nhằm đa dạng các thị trường khách quốc tế. Đó là thông tin tại hội nghị triển khai kế hoạch phát triển du lịch Đà Nẵng năm 2024 diễn ra vào ngày 20 tháng 12. Ngành du lịch Đà Nẵng sẽ tập trung thực hiện tư vấn, tài trợ, hỗ trợ quảng bá và truyền thông du lịch tại Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Indonesia, Philippines và mở rộng tìm hiểu hợp tác với các đại diện tại châu Âu, Úc, Mỹ, Nga và thị trường Hồi giáo. Đà Nẵng cũng sẽ làm việc với các hãng hàng không để xúc tiến khôi phục lại các đường bay quốc tế thường kỳ, các chuyến bay thuê chuyến từ Trung Quốc, đường bay Đà Nẵng, Doha, Qatar để kết nối lại thị trường Bắc Mỹ, châu Âu, đường bay tới Indonesia, Ấn Độ và xúc tiến đường bay Úc, Kazakhstan, Uzbekistan. Năm 2023, du lịch tiếp tục là điểm sáng trong phát triển kinh tế của Đà Nẵng, với doanh thu đạt gần 28.000 tỷ đồng. Thành phố đón gần 7,4 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế gần 2 triệu lượt, bằng khoảng 60% so với năm 2019. Vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi tỉnh Quảng Ngãi gồm có 61 xã, dân số 230.000 người, với 29 dân tộc anh em cùng chung sống. Thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn từ năm 2021-2025, tỉnh Quảng Ngãi đã dành nhiều nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đã góp phần đưa khu vực miền núi của tỉnh giảm nghèo nhanh, bền vững. Giai đoạn 2021-2025, Quảng Ngãi dành 1.800 tỷ đồng với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo. Đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi được tỉnh triển khai theo hướng có trọng tâm trọng điểm, đổi mới, tăng cường công tác giám sát từ cấp tỉnh đến cơ sở để chính sách phát triển miền núi được triển khai kịp thời đến với người dân. Quảng Ngãi phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi mỗi năm từ 4 đến 4,5%. Riêng năm 2023, công tác phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số giảm nghèo tại tỉnh đạt được nhiều kết quả khá quan trọng. Tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm còn 6,22%, vượt 0,46% so với kế hoạch.
Bản tin miền Trung Tây Nguyên của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và chúng tôi cũng chân thành cảm ơn Bạn Thạch Riverside Hotel and Resort đã đồng hành cùng bản tin này. Xin kính chào tạm biệt.